anh ơi, em đây. Rồi anh đây. Đây đây đây, em quay mặt sau anh. Đây. Anh em xác nhận nhá. Em xác nhận anh tên là gì ạ? Anh Lương Hồng Quang ở thành phố Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang mà em xác nhận là anh Quang. Lương Bằng Quang luôn, tên như ca sĩ luôn. Là một chiếc xe 34F47800. Hôm nay ngày chủ nhật. Em đã xác nhận với anh là em đã nhận. Đã nhận được rồi. Đấy. Thì em về nhà em lổ thử đấy, em quay video em lổ thử và em cho thợ test. Thì con xe này nó thật lòng mà anh à, nó dão rồi, máy nó dão lắm rồi. Đấy. Máy nó dão lắm rồi. Đấy. Còn đồ trên xe của anh là được cái thủ trước zin thôi. Đấy, còn lại là lố hết từ bình xăng này. Đấy. Em không nói dối. Đấy, em không nói dối anh. Đúng ạ, một cái video 5 người làm phiền em luôn. Em lại tắt đi em gọi lại cho anh đây. Pha này thì chắc chắn ngoài làm phiền rồi vì em để chế độ wifi rồi. Đây, em gọi lại rồi. Thôi như này nhá, bây giờ em hỏi anh qua này. Thứ nhất anh đã biết em rồi đúng không? Anh có cần rồi. Anh có cần phải vào xem quy trình nhà em làm nữa không? Thôi anh đã không cần quay đâu, anh đã tìm hiểu anh biết rồi. Vâng, thế bây giờ anh làm chọn gói lắp bao nhiêu tiền đấy ạ? Chốt lại là chốt lắp bao nhiêu ạ? Ừ, làm cứ làm cái gói cho anh 20 triệu đấy. Vâng. Thế gói 20 triệu này là em hỏi anh là anh có về đây lấy hay là trả ấn tận nhà anh? Thôi trả ấn tận đến đây. Vâng vâng. Thế bây giờ em chốt cho anh là chọn gói cho anh là lắp 20 triệu. Bây giờ là anh có, nếu mà anh thực sự mà ok thì anh chuyển cọc cho em xin 5 triệu. Còn nếu mà, đấy, còn lại là 20 triệu em trả ấn tận nhà anh. Anh hỗ trợ tiền ship cho em, anh kiểm tra xe anh đi thử. Nếu mà sai đâu em chịu trách nhiệm đấy và em gửi đồ và làm lại miễn phí. Nhưng thường thường em đã làm anh yên tâm là một luôn, không phải lo. Lên đến nơi anh đi ngon lành, côn ra ga vào tất cả máy móc êm thiết, không réo không ngú. Đấy, anh đi thử nhẹ nhàng ngon lành, anh mới trả tiền. Còn nếu sai em chịu trách nhiệm anh nhá, mà em đã bước chân vào nhà anh rồi thì anh biết là em lúc nào là tầm là ngưỡi rồi, đúng không ạ? Đấy, thế anh có anh muốn điều gì muốn nói với em với cộng đồng mạng luôn không? Đấy. Thế thôi, phận tôi dọn cho anh có 20 triệu với lại 20 triệu chọn gói giao về tận Bắc Giang như các cái xe em giao ấy, em cũng lấy được 20 triệu chọn gói. Không, lúc này anh em nói này, nếu mà anh lấy cả cái chế độ mà 20 triệu là trong nó có cả tiền ship ấy, thì em vẫn tính, nhưng anh sẽ bị trừ đi vài thứ. Theo em là anh, ví dụ ông ở Thanh Hóa hôm qua hôm nay là ông chỉ có 15 triệu thôi, thì ông cố lên mất 20 triệu em vẫn ok là em trừ cả 2 triệu đi. Ví dụ như là em thấy cái gì còn ngon, ví dụ bố nhung xích còn ngon tận dụng, nhưng chồng nó xấu lắm, em nói thật. Vì ông đấy ông bảo là nhung xích em vẫn ngon, bình xăng em vẫn ngon, nhưng bình xăng ngon em vẫn bỏ ra vì nó bình nôn, nhưng nhung xích em phải giữ được thì em tích kiệm được 1 triệu ra thì cái xe nó thành tự dưng nó bụt cửa. Hoặc ví dụ cái bô nhá, em nói thật anh em vô tư đấy, ví dụ cũng là cái bô không chữ nhưng em vào loại rẻ hơn, anh biết là sao được. Đấy, cho nên anh cứ nghe em từ đây vào Bắc Giang, anh tổng từ nhà em lên nhà anh khoảng bao nhiêu cây? Chưa nó phải hơn 100 cây là tính là chuyện rưỡi tiền ship rồi. Thế nếu mà anh chọn gói đây xe anh chỉ còn 18.500, sau đấy nuôi bớt ra của anh vài cái nhỏ nhỏ anh nhìn xấu anh lại chê. Đấy. Thế thì anh sẽ hỗ trợ ship đúng không? Ok, thôi em tính của anh được rồi, chọn gói là 21 triệu đi. Thế em vẫn làm cho anh được 20 còn được, đấy như thế còn được. Được chưa? Thế là chọn. Em bỏ còn anh bỏ giá không? Ok anh, coi như anh chốc anh chuyển cho em 6 triệu, còn 15 triệu anh nhận xe trả tiền. Đấy nhá, tất cả anh em một động mạng nhá. Đây là ông anh Lưu Bằng Quang ở trên Bắc Giang. Là anh cũng mua theo dõi em và tin tưởng em dọn xe nhà em. Đấy, thì anh đã gửi chiếc xe nhà em đây. Anh em nhìn kỹ nhá. Nó là một chiếc xe đa số là lô hết. Đây này, từ xin nghe anh nhìn này. Nó còn cái gì đâu. Cái biển này em làm mới lại cho anh nhá. Cái biển này này, làm mới lại. Đây xin nhan lô này, bô lô hết này. Bô này lô này. Đấy. Hơi đầu bò con này nó bổ ra nó cả nghìn lần rồi nhưng anh vẫn bảo là còn zin. Thì anh không biết. Đấy, còn trước anh đã dọn ở đâu này anh em nhìn này. Nó dỉ xét hết đây này. Đấy. Ví dụ con này em thu mua vào thì bao nhiêu tiền? Thu mua con này thì nói thật anh nó không có giá đâu. Bọn em mua nó rẻ lắm. Vì bọn em xác định là mua em mua cái con này nó còn ngon thế này, nhìn nó đẹp thế thôi nhưng mà em về cũng coi như xe 5-6 triệu về em dỡ ra hết. Tính là tính xác xe hết. Đấy. Đi bọn em về em bỏ ra hết mà chứ không có để như này đâu. Để như này thành đẹp. Nhưng mà dỡ về dỡ đây như con này này. Con này của anh gọi cũng như con của anh luôn. Đây em mai mới gọi cho khách. Anh nhớ con biển 17 em đã quay video được không? Em nhớ em mà. Thôi. Đây sơn đây nhá, đây cửa hàng đấy. Em nhớ cái tem rồi, anh yên tâm. Đây cửa hàng em đây. Tuy anh không xem, em tiện nó quay qua đây. Đang ráp máy đây, nhìn thấy chưa? Đấy, đấy. Đấy, ráp máy đây. Đây xe đang dọn đây. Đây xe đang dọn đây, đang dựng lên đây. Củ máy này nhìn thấy chưa, sạch sẽ chưa? Đấy. Đấy, đây trong nhà đây. Anh yên tâm nhá. Anh thích cái tem này đúng không? Đây em chỉ cho. Đây anh thích cái tem này. Đây à, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ok anh. Đó, anh yên tâm là trong ngày mai là xe của anh đã dỡ tung bành ra hết. Nhưng mà không phải là mình nhắc ngay, mà em sẽ làm cho anh trong vòng tầm khoảng 8 tuần anh nhá.
8 tuần sau, miễn sao là trong tầm tháng 12, 11, 12 này anh có xe, anh nhá. 8 tuần. Đó. Cố gắng sớm rồi. Có nghĩa là em rất muốn sớm cho anh để em thu tiền này sớm, nhưng mà nhiều người như anh nên mình không thể thể làm cùng một lúc được, anh hiểu ý không? Em vẫn đang phát triển để mở rộng cửa hàng và thêm thợ đây. Đó. Em muốn thuê 100 thợ nữa chứ, nhưng vấn đề là phải tất cả khách hàng ủng hộ em đi. Ủng hộ em, nhờ em làm thì em có công nuôi thợ được chứ anh. Chứ thuê nhiều quá về ngồi chơi thì tiền đâu ra mà trả anh. Đúng không? Chiều xe, chiều nơi thì... Đúng. Thế em đang phát triển đây, em định thuê một cửa hàng rộng ra đây, hoặc là em mua mảnh đất. Xong này em mở xưởng luôn đây, đang tính là từ đến cuối năm cố gắng đây. Thì cái nhà của hai lô, cái kia hơi chật. Không, em đang thuê 4 cửa hàng rồi anh ơi. Nhìn cửa hàng này thì chặt thôi, em biết điều đấy mà. Ok anh ơi, thôi này nhá. Anh đang lái xe nên anh em mình chốt cho xong kèo đi. Là bây giờ em chốt cho anh Quang ở Bắc Giang là chiếc xe Win 7800 dọn full lên, chọn gói lên tay anh là 21 triệu. Bây giờ anh cọc cho em 6 triệu, còn lại 15 triệu em làm xong em trả tận nhà anh kiểm tra xe ok chốt ưng anh mới giả lốt 15 triệu, còn nếu sai em chịu trách nhiệm hoàn toàn, còn thường em trả tận nhà anh rồi anh yên tâm nhá. Thế thì sao tài khoản anh cọc nhá. Vâng, trước hết là em cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh ở đây sức khỏe tờ bình an, em cảm ơn anh nhá, em chào anh nhá. Cảm ơn nhé. Ok anh, xong kìa.